could be us. So back to what I was saying. Could be us. Phận đời đáng thương của Tiểu Lý Gia Hân mất tích bí ẩn hơn chục năm. Thái Hiểu Nghi từng là mỹ nhân đình đám một thời của làng giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên, những sóng gió trong cuộc sống cá nhân khiến nhan sắc và tài năng của cô đều dần mai một. Thái Hiểu Nghi từng được truyền thông xem là một trong những bông hoa đẹp nhất nhì làng giải trí Hồng Kông. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, truyền thông nhận định cô là bản sao của Hoa hậu Lý Gia Hân, người có cả nhan sắc và tài năng. Thái Hiểu Nghi có vẻ ngoài vừa cá tính vừa dịu dàng. Những bộ phim có sự góp mặt của cô đều được đánh giá cao. Nữ diễn viên sinh năm 1971 từng góp mặt trong các bộ phim đình đám của đài ATV Hồng Kông như Long Tại Giang Hồ, Bảo Táp Trường Đưa, Hồng Hy Quang, Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng, Tân Bao Thanh Thiên, Tôi Có Hẹn Với Mùa Xuân. Năm 2002, sau khi đóng xong bộ phim Pháp Nội Tình, Thái Hiểu Nghi bỗng nhiên biến mất khỏi làng giải trí. Truyền thông Hồng Kông khi đó liên tục đăng tin tìm kiếm nữ diễn viên nhưng không có hồi đáp. Tới năm 2014, gần 12 năm sau khi mất tích một cách bí ẩn, cô bất ngờ xuất hiện trở lại. Nữ diễn viên kể lại rằng, 12 năm trước, cô cùng đoàn phim tới Thái Lan để tham gia quảng bá cho bộ phim mới. Tại đó, cô gặp một đại gia giàu có người Thái Lan gốc Hoa. Người này đã ngỏ lời yêu Thái Hiểu Nghi và quyết tâm theo đuổi cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiên quyết từ chối. Sau đó, cuộc sống của Thái Hiểu Nghi đã chuyển sang một trang mới. Nữ diễn viên nghi ngờ bản thân bị hãm hại khiến tinh thần suy sụp. Cô kể lại, thời điểm còn làm việc ở đài ATV Hồng Kông, tôi có được mời sang Thái Lan tham dự một hoạt động. Tại đó, tôi gặp một người Thái gốc Hoa, anh ta đeo đuổi tôi nhưng tôi từ chối. Không hiểu sao, sau một lần gặp anh ta, tôi rơi vào trạng thái lạ lùng. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình, lúc nào cũng như sắp chết. Tinh thần tôi tuyệt vọng, chán nản, thậm chí đã không ít lần muốn tự vẫn. Cựu ngôi sao của đài ATV cho biết, cô đã được cứu thoát khỏi tình trạng này nhờ gia đình. Gia đình đã đưa tôi vào bệnh viện và chăm sóc tôi suốt một thời gian dài. Chị gái đã ở bên và động viên tôi về cả tinh thần lẫn tiền bạc trong khoảng thời gian đen tối đó. Chị khóc rất nhiều vì tôi. Khi được hỏi vì sao lại quyết định tiết lộ bí mật sau nhiều năm ở ẩn, Thái Hiểu Nghi cho biết cô muốn chia sẻ trải nghiệm với mọi người. Tôi muốn nói rằng ngay cả khi đối diện với những khó khăn, bạn cũng nên cố gắng vượt qua, bởi mọi thứ sẽ thay đổi và bạn sẽ lại thấy ánh mặt trời. Đừng từ bỏ khi gặp rắc rối. Sau khó khăn, hạnh phúc sẽ đến. Khi công khai về quãng thời gian mất tích, Thái Hiểu Nghi cũng bày tỏ mong muốn được trở lại làm việc và được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, tới năm 2019, phóng viên bắt gặp Thái Hiểu Nghi tại một ga tàu điện ngầm. Nữ diễn viên xinh đẹp nức tiếng một thời ăn mặc lôi thôi, mái tóc buông dài, dáng đi chậm chạp và gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Khi hình ảnh của cô được đăng tải trên báo, nhiều khán giả thừa nhận họ không còn nhận ra Tiểu Lý Gia Hân xinh đẹp, quyến rũ ngày nào. Một số nguồn tin cho rằng, nữ diễn viên gặp vấn đề tâm lý nhưng thông tin này không được người thân của cô xác nhận. Từ năm 2019 đến nay, truyền thông Hồng Kông không còn hay tin về Thái Hiểu Nghi. Một nguồn tin cho biết, nữ diễn viên thế hệ 7X mắc chứng trầm cảm và chưa lập gia đình dù cô từng tiết lộ việc có bạn trai. Ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ trong quá khứ của nữ diễn viên, nhiều khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp ngắn ngủi và phần đời bất hạnh của nữ diễn viên.